Em ngồi trong nhà ông chung làm khí à? Gì nhá? Chị xấu thế. Hẹn tỉ khí trên đường phố. Đường phố thì chụp vẫn hoa tâm cốc. Không gặp, không về. Cái này phải đến rồi, không lại không về mất. Thanh niên gato ở thằng nào? Thôi, thằng nào thì cũng tuổi tuất hết. Rồi, vậy là mình vừa nhận được cái thư hẹn tỉ thí chụp ảnh. Đúng nghề rồi, là còn vừa học được mấy mẹo khá là hay nữa. Vậy nên mai mình đi vừa thử vừa tỉ thí nhé. Rồi, các bạn thấy đấy, rõ ràng là ăn mặc kiểu loè loẹt như anh thanh niên gato kia thì cũng khó đúng không? Tốt nhất các bạn hãy ăn mặc như thế này. Màu trung tính hoặc là tối màu thôi, người ta sẽ ít để ý đến bạn hơn. Như vậy bạn sẽ dễ dàng bắt được những khoảnh khắc tự nhiên hơn đấy. Vậy thôi. Người to ở súng bé đấy. Bé này khi làm lên chuyện nhá. Ông cứ tưởng súng to như ông làm được gì. Thích cỡ không phải vấn đề nhé. Thử xem. Súng to sửa không anh ơi. Rồi, các bạn thấy đấy, rõ ràng là với nhiếp ảnh đường phố các bạn sẽ phải đi lại ở bên ngoài rất là nhiều. Vậy nên cầm một chiếc máy gọn nhẹ với một chiếc ống kính ngắn này, rõ ràng sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều sức. Và hơn nữa là người ta sẽ bớt chú ý đến bạn hơn là bạn cầm những cái máy như thế này. Thế thôi. Súng toa vẫn sướng. Sướng rẻ. Có một bí mật này chỉ dành cho khán giả đấy nhá. Đó là mình khuyên các bạn nên dùng những ống kính bé bé xinh xinh này, góc rộng một chút. Tại sao? Bởi ở những ảnh đường phố các bạn sẽ phải kể một câu chuyện cho người xem ảnh. Và những ống kính góc rộng sẽ giúp bạn kể được câu chuyện tốt hơn đấy. Thêm một điều nữa đó là với những ống kính góc rộng này các bạn sẽ phải đến gần chủ thể hơn. Bạn sẽ tạo được cái liên kết giữa người chụp và người mình đang chụp. Đúng không em? Thế nhá. Sư phụ dạy rồi, chụp ảnh nó phải xóa phông, mà chụp cận thì mới thể hiện được cá tính của nhân vật, mà có cá tính thì mới có câu chuyện, đúng không? Có một mẹo nhỏ nữa, tuy nhiên mình thì không khuyến khích mẹo ấy lắm, đó là các bạn có thể chụp rộng ra, rồi về crop nhỏ lại. Tuy nhiên thì trong trường hợp hạn hữu thôi nhé. Trong nhiếp ảnh đường phố ấy thì nhiều lúc các bạn sẽ muốn chụp được những cái trạng thái nó tự nhiên một chút của chủ thể. Thế nên các bạn sẽ phải lẩn trốn một chút. Máy ảnh hiện đại thì rất may là đã có những chiếc máy nó trang bị cho mình wifi rồi. Vậy nên với những chiếc máy có wifi đấy mình sẽ có thể.
không nhất thiết có phải vất vả chạy theo chủ thể như thằng kia. Sau bao nhiêu năm tu luyện, tôi đã ngộ ra một bí kíp rất hay, có tên là há miệng trở sùng. Các bạn chỉ cần chọn khung hình và bắt lấy khoảnh khắc đẹp nhất để chắc ăn hơn. Các bạn có thể chọn chế độ chụp liên tiếp và lựa ra bức ảnh mình cảm thấy ưng nhất là được. Thằng chụp trộm anh à? Rồi, và đó là tất cả những gì có trong số nhiếp ảnh 360 lần này. Và sau đây là câu hỏi đố vui. Theo các bạn, tại sao chúng tôi lại khuyên dùng ống kính góc rộng? Các bạn nhớ trả lời dưới phần comment, thích và chia sẻ video công khai. 5 phần quà từ nhà tài trợ Canon sẽ dành cho 5 bạn có câu trả lời đúng và may mắn nhất. Ôi, ui, 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 ui.